Kính thưa quý vị, Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 hàng năm đã trở thành ngày trọng đại của cả dân tộc và đã in đậm trong cõi tâm linh của mỗi con người đất Việt. Câu ca dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3 đã được lưu truyền từ bao đời nay. Đó chính là lời nhắc nhở những con người đất Việt không được lãng quên cội nguồn. Mỗi tấm lòng, mỗi con người khi nhớ về nguồn cội là đã góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa lâu bền của dân tộc mà ông cha ta đã đổ biết bao công sức và xương máu gây dựng lên. Nhân dịp ngày Quốc Dỗ trọng đại mùng 10 tháng 3 năm Nhâm Dần, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam và Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đưa các doanh nhân, doanh nghiệp, các nghệ nhân, tăng ni Phật tử, các nhà hoạt động xã hội tiêu biểu và các kiều bào yêu nước từ các quốc gia trên toàn thế giới cùng nhau tham dự chuyến hành trình về cội nguồn và chương trình Vinh Quy Bái Tổ, xưng danh con cháu Lạc Hồng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Chương trình còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để những con người đất Việt cùng nhau hành hương hướng về đất Tổ, thắp nén nhang tâm nương hưởng nhớ về cội nguồn, tri ân tổ tiên với lòng thành kính dâng lên các vua hùng và các bậc tiền nhân đã kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và cổ vũ tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đến tham dự chương trình của ngày hôm nay, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách quý. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, trưởng ban tổ chức của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Ngô Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Truyền thống Quốc gia Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức chương trình. Đặc biệt tới sự tham dự chương trình của ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các doanh nhân, doanh nghiệp, các nghệ nhân, tăng ni, Phật tử, các nhà hoạt động xã hội tiêu biểu cùng các kiều bào yêu nước từ các quốc gia trên toàn thế giới. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị khách quý đã đến tham dự và cổ vũ cho chương trình của ngày hôm nay thành công tốt đẹp ạ. Kính thưa quý vị, văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam là hoạt động tâm linh có từ lâu đời, là nét văn hóa truyền thống qua các hoạt động tín ngưỡng như thờ mẫu, như hầu đồng, hát chầu văn nhằm tôn vinh công lao của các vị thần linh, các vị mẫu, các vị anh hùng dân tộc có công với đất nước và tuyên truyền giá trị nhân văn tới nhân dân. Đây được xem là nét văn hóa đẹp mang hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Trong số các giá hầu chúa của nghi thức hầu đồng, phải nhắc đến giá hầu chúa Bà Đệ Nhất hay chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên. Các giá hầu chầu thì chầu Đệ Tam là hóa thân của mẫu Đệ Tham, vào giá chầu hầu quan trọng đó chính là giá quan Hoàng Mười. Đức Thánh Minh vị quan nằm trong hệ thống điện thần thờ mẫu tứ phủ ở Việt Nam. Nói đến nghệ nhân Phạm Nữ Hiền Ngân, có lẽ cũng không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta, cô là người luôn hướng về công tác, việc thiện nguyện giúp đời và tâm huyết với văn hóa hầu đồng. Và cô đã tùng tháp rất nhiều lãnh đạo đi trình diễn và giao lưu văn hóa trên 20 quốc gia trên thế giới. Cô cũng đã từng biểu diễn cho các lãnh đạo của các nước khi đến thăm Việt Nam. Và cô đã vinh dự được nhận nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Cô ấy cũng chính là diễn viên chính trong bộ phim Tiền Kiếp Cô Đồng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nghệ nhân Phạm Nữ Hiền Ngân trong lễ khai mạc lễ hội Đền Hùng 2022 với giá hầu chúa Đệ Nhất Tây Thiên, qua sự thể hiện của nghệ nhân Phạm.
nữ Hiền Ngân, hát văn nghệ sĩ Đức Hiền. Trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Đêm 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 anh đuốc lập lòe sáng.
kia vầng hồng soi sáng, chim én bay dập trời, hòa trong nắng mai, sông cao càng trèo, kia là con suối treo leo uốn quanh sườn đồi, ngàn hoa thắm tươi. Sườn non chim cũng hòa ca yến oanh bay vờn quanh nơi đây, những thiên chùa bè ngự vui chứng tâm cho đời, ban công tiệm lộc để đã tháng ngày ấm no một đời sau. Xuân đi hạ thu đông hôn chữ bình an, dừng nhiều đường lắm lối. Này 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 ơi, chọn lối này chưa chọn lối này thôi. Lối ấy có con chim hót vang, con nai rừng lắng nghe cây tre cây lim, nhưng lối cho tiếng cuốc tiếng chuông cồng vang vang. Lối ấy có ánh trăng soi đường, có tiếng xuôi trong ban mai là lối về bạn đến đây. Sáng nàng tiên nữ đang đi về hội mùa xuân đi, sáng sáng sáng
khắp ba cõi gần xa đức tiên, ai cũng mong được đến đền thiên trước nghĩ là đền Chúa Tây Thiên. Chuông rèn rèn chim lăng lắng nghe, điểm trùng hết suối lại khe.
lộ cõi Bắc Kỳ, có núi Tây Thiên. Dõi truyền thiên hạ ức niên, dõi truyền thiên hạ ức niên. Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời, dân sơn đình là nơi sở tại. Thấy một người khi thái khôn ngoan, sự khói nhang nguyện cầu quốc thái dân ni an thái hòa, cảnh thánh bà Long Châu hộ phục một suối dài oan dài phúc minh trần ý. Trường sinh có nước tẩy màu, tẩy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ. Dù bốn mùa chim kêu phượng hót đi, sang một màu xanh ngắt cỏ hoa, sẽ loan thanh ra hồi cung. Xin được trân trọng cảm ơn nghệ nhân Phạm Nữ Hiền Ngân.